Vâng, xin kính chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì em lại về một chiếc xe khá là độc lạ. Trước mắt thì nhìn nó rất là đơn giản thôi, nó là một con vai ớt. Các bác nhá, nhìn nó chỉ là một chiếc vai ớt thôi, nhưng mà chiếc này đặc biệt, nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009, số tự động máy 1.5. Đấy, một cái dòng xe khá đặc biệt như vậy. Nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động. Nó như giống như dòng Aziz đấy ạ. Con này thì sedan nhá, giống như con vai ớt thôi, nhưng là dòng nhập khẩu nguyên chiếc. La răng đúc theo xe, lốp lắp đẹp, đăng kiểm còn dài. Sơn xi nội thất ngon, máy móc ok. Đấy, máy số nhảy cực ngon luôn. Vâng thưa bác, chiếc xe này là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Em cho các bác xem một vòng nhá, vai ớt thôi. Nhìn rất đơn giản. Nhưng mà là dòng nhập khẩu. Nhập khẩu thì bao giờ chạy nó cũng ngon. Các bác nhá, sơn xi rồi máy móc con này cực chất rồi, không phải nghĩ rồi. Biển 34 số. Thì cái dòng vai ớt thì bao giờ nó cũng là hàng lành lặn và tiết kiệm. Hơn nữa trước này lại là một dòng nhập khẩu, xong lại số tự động, các bác nhá. Nhập khẩu số tự động cho nên là khá là chất lượng. Các bác nhìn một vòng xung quanh để chúng ta cảm nhận được chiếc xe nó đẹp. Màu sơn của nó thì quá ok rồi. Cái dòng màu đen này bao giờ sơn nó cũng đẹp và bóng loáng luôn nhá. Rất chất lượng luôn. Chiếc này bên em đang chào bán cho các bác là 260 triệu đồng. Các bác nhà, 260 triệu đồng một chiếc xe đời 2009, số tự động máy 1.5, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng ạ, chúng ta xem chi tiết luôn. Chiếc này thì máy mắt đèn rất đẹp nhá, đèn gầm sáng quắc này. Các bác, đèn gầm sáng quắc. La răng đúc theo xe. La răng đúc theo xe luôn nhá các bác nhá. Đấy, la răng theo xe lốp lắp cực đẹp luôn. Sơn xi thì bóng. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 4 2022 nhé. Với cái dòng xe này thì nó khá là đẹp và chất chắc chắn luôn. Thì các bác mua về đi thoải mái luôn ạ, không phải nghĩ ngợi gì. Con này thì cam kết cho các bác là keo chỉ gần như là zin toàn xe, không đâm đụng, không tai nạn, cũng như không ngập nước hoặc là không có tranh chấp về giấy tờ các bác nhé. Đấy, xe cực đẹp luôn và ghế da vẫn là ghế da zin theo xe này. Ghế da zin theo xe luôn nhé, cái dòng nhập khẩu này các bác nhé. Da vẫn là da đục lỗ, da mềm luôn. Xe quá đẹp. Được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ này các bác nhé. Số tự động đây. Máy 1.5. Xe chất lượng. Cam kết cho bác xe đẹp nhé. Một chiếc xe 2009 mà chỉ có 260 triệu đồng thôi. 260 triệu đồng một chiếc này thôi ạ. Các bác có nhu cầu alo trực tiếp cho em đang bán tại Lam Trung Lam Sách, thành phố Hải Dương. Có số điện thoại là 0789323799 nhé. Đây là ghế da zin luôn này các bác này, ghế da zin theo xe luôn. La răng đúc nhá, lốp lắp đẹp. Đấy. Lốp lắp đẹp nhá, sơn xi đẹp luôn. Đấy, sơn xi mỡ màng các bác nhá. Không có một vết gì cả. Biển 34 số. Khá là ok, xe đang nổ máy luôn ạ. Em cho đang nổ máy luôn, máy êm ru luôn, gần như không nghe tiếng gì. Một lát em sẽ mở máy cho các bác xem cho kỹ càng nhá. Số tự động. Đấy các bác nhá. Thì la răng đúc theo xe lốp lắp đẹp này. Táp ly táp lô ngon và keo chỉ con này gần như còn zin hết. Táp lô táp ly này. Rồi thì keo này, cái da dưới cái này vẫn còn nguyên zin hết này. Ghế da vẫn là ghế da luôn theo xe luôn nhá. Zin theo xe luôn. Cho nên là nó còn khá đẹp. Xe còn được trang bị hai cái màn hình đằng sau của hai ghế phụ này các bác nhé. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Một chiếc xe khá là ok và đẹp. Vai ớt ít khi nó làm nhiều cái tính năng như vậy nhá. Nhưng con này thì rất nhiều tính năng luôn, về dòng nhập khẩu mà. Nhập khẩu luôn. Xe rất đẹp luôn. Phải táp ly táp lô các bác nhìn đó, khá chất. Gương kính chỉnh điện đầy đủ các bác nhá. Vô lăng đẹp. Số má nhẹ. Đây em sẽ mở cái cabo cho các bác xem máy này. Vâng, đây là khoang máy của chiếc Vios 2009 các bác nhá. Dòng nhập khẩu nguyên chiếc luôn ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc, xe bao zin không bị lỗ nhỏ. Bao zin không lỗ nhỏ các bác nhá. Máy móc thì cực chất luôn. Chưa bị va chạm đông đụng gì, keo chỉ zin toàn xe. Đấy, máy này, máy 1.5 nhá, lổ êm ru thì thầm luôn. Chỉ lách tách thôi và có tiếng xèo 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 thôi, chứ không có một tiếng lạ gì. Xe thì cực ngon và đẹp. Các bác nhá, bên em đang chào bán chiếc này với giá là 260 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho em. Với 2009, rất ít khi các bác gặp được những con xe 2009 nhập khẩu mà số tự động như thế này.
nhập khẩu đa số là Aziz thôi, nhưng chiếc này là một chiếc Vios nhá, nhập khẩu, form dáng quá đẹp, sơn xi căng mọng luôn và form dáng còn nguyên nhá, không bị va chạm đâm đụng gì, cũng như chưa phải bả ma tít hoặc là làm gì cả. Đấy, một chiếc xe Vios 2009 khá là đẹp nhá, 260 triệu đồng cho các bác. Các bác đang có nhu cầu mua dòng Vios số tự động mà chưa đến 300 triệu thì đây là một chiếc xe khá hợp lý cho các bác. Các bác hãy nhanh tay để sở hữu em xe này. Đấy, em đang bán tại Lam Trung Nam Sách, thành phố Hải Dương nhá. Các bác đang có nhu cầu đến trực tiếp xem xe cũng như alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0789323799 thì các bác sẽ mua được những chiếc xe giá rẻ hợp lý nhất trong thời điểm dịch cũng như là thời điểm này. Thì bên em có hỗ trợ giao xe tận nhà cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn nào đang có nhu cầu mà không có thời gian đi thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các bác nhé, cho các bác tiện đường đi, không phải vất công mất việc nữa. Vâng ạ, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.